Thưa quý vị, hôm nay hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách đầu tiên của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 đã diễn ra tại Tòa nhà Quốc hội. Tới dự có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sau bài phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội, các đại biểu đã cho ý kiến đối với dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ và nhất trí cao việc tổ chức cá nhân thực hiện quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, không được ngăn chặn cản trở việc phổ biến sử dụng quốc kỳ, quốc huy, quốc ca. Về việc phổ biến sử dụng quốc kỳ, quốc huy, quốc ca mà dư luận quan tâm thời gian qua, dự thảo luật đã sửa đổi, bổ sung theo hướng việc thực hiện quyền sở hữu trí tuệ không được xâm phạm lợi ích của nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân và quy định khác của pháp luật có liên quan. Tổ chức cá nhân thực hiện quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến quốc kỳ, quốc huy, quốc ca không được ngăn chặn, cản trở việc phổ biến, sử dụng quốc kỳ, quốc huy, quốc ca. Vấn đề này đã nhận được sự đồng tình của các đại biểu. Thẩm quyền và quy định về việc sử dụng quốc kỳ, quốc huy, quốc ca thì không ai phù hợp hơn là chính phủ. Chúng phải giao chính phủ quy định về vấn đề này. Hiện nay thì chúng ta chưa có một quy định nào, chưa có giao cho ai được quy định hướng dẫn việc sử dụng cái quốc kỳ, quốc huy, quốc ca cả. Chưa có văn bản nào. Chúng ta chỉ dẫn được văn bản rất cũ. Về điều 28, bảo vệ hành vi xâm phạm quyền tác giả, một số ý kiến cho rằng cần thể hiện sâu sắc hơn để dễ thể hiện hơn, vì đây là quyền rất dễ bị xâm phạm. Cần có quy định về hành vi xâm phạm quyền tác giả rõ hơn, cụ thể hơn và trên cơ sở tính đến những cái mánh khóe, cách thức trong cái việc xâm phạm quyền tác giả. Ví dụ cùng một cái bản nhạc thế, người ta đã làm hòa âm phối khí rồi, họ chỉ cần thêm một vài tiếng trống vậy. Họ có thể thêm một cái tiếng đàn bầu vào đấy thôi. Và họ đã bảo đây là họ đã là làm lại toàn bộ. Trước đó, phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các đại biểu thảo luận tranh luận để thể hiện rõ chính kiến, có phân tích sâu sắc, lập luận thuyết phục về các vấn đề của dự thảo luật cũng như vấn đề thực tiễn đặt ra. Tập trung cho ý kiến vào một số vấn đề, phương án, quy định cụ thể, các điều khoản chi tiết để hạn chế tối đa tình trạng luật khung, luật ống. Một số cán bộ đảng viên đang có dấu hiệu chùng xuống, không dám làm gì chứ chưa nói đến dám chịu trách nhiệm. Biện pháp khen thưởng là biện pháp thiết thực và có nhiều yếu tố tích cực. Đề nghị cân nhắc bổ sung vào luật. Đây là ý kiến của đại biểu khi góp ý cho dự án luật thi đua khen thưởng sửa đổi tại hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách đầu tiên của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 diễn ra trong ngày hôm nay. Kính thưa chủ tọa phiên họp, góp ý về tiêu chuẩn huân chương lao động các hạng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Mai Thị Phương Hoa cho rằng chưa có quy định nào đề cập đến những cán bộ có tư duy sáng tạo, cách làm hay, tháo gỡ, giải quyết những điểm nghẽn, nút thắt trong cơ chế, chính sách, tập trung vào những vấn đề chưa được quy định hoặc đã có quy định nhưng không phù hợp với thực tiễn, mang lại giá trị cao, hiệu quả thiết thực, tạo được chuyển biến mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung. Trong khi Bộ Chính trị có kết luận số 14 về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ, trong đó yêu cầu biểu dương, khen thưởng xứng đáng cán bộ có tư duy đổi mới, cách làm đột phá sáng tạo, hiệu quả cao vì lợi ích chung. Cần phải được thể chế hóa thành các văn bản pháp luật. Và nhất là trong bối cảnh hiện nay, một số cán bộ đảng viên đang có dấu hiệu trùng xuống, không dám làm gì, chứ chưa nói đến dám chịu trách nhiệm. Có rất nhiều biện pháp để khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Nhưng tôi cho rằng biện pháp khen thưởng là biện pháp thiết thực và có yếu tố tích cực. Và đây là dịp tốt nhất để chúng ta làm việc này. Một số đại biểu đánh giá, luật trước đây quy định còn chung chung, nên những người lao động trực tiếp như công nhân, nông dân được khen thưởng rất thấp. Nó dẫn đến tình trạng như kiểu là đường sữa thì phát từ trên phát xuống, cày cuốc thì phát từ dưới phát lên. Chính vì thế nên là tôi đồng tình với việc sửa đổi tiếp thu đầy đủ hơn của ban soạn thảo với những cái nội dung cụ thể trong luật lần này, đặc biệt là bổ sung đối tượng khen thưởng về huân chương lao động các hạng. Đại biểu cũng nhấn mạnh làm tốt công tác khen thưởng với người lao động trực tiếp sẽ tạo ra sự lan tỏa trong xã hội, thúc đẩy các phong trào yêu nước ngày càng phát triển, tạo động lực cho sự phát triển chung của cả nước. Thưa quý vị, Vương Quốc Anh khẳng định coi Việt Nam là đối tác quan trọng ở khu vực trong bối cảnh Anh đang điều chỉnh chính sách theo hướng tăng cường hợp tác với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Đây là chia sẻ của Quốc vụ Khanh phụ trách vấn đề châu Á Bộ Ngoại giao và Phát triển Anh Amanda Milling tại Đối thoại chiến lược Việt Nam-Anh lần thứ 8, đồng chủ trì với Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu ngày hôm nay tại Hà Nội.
Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh quyết tâm của chính phủ Việt Nam thực hiện các cam kết đã đưa ra tại hội nghị COP26. Thông báo Việt Nam đang chuẩn bị triển khai đồng bộ nhiều biện pháp giảm phát thải khí nhà kính mạnh mẽ bằng nguồn lực quốc gia cùng với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Đề nghị Anh hỗ trợ Việt Nam tiếp cận các nguồn tài chính để hiện thực hóa các cam kết này. Quốc vụ Khanh Milling khẳng định Anh sẵn sàng đồng hành với Việt Nam trong quá trình triển khai cam kết COP26, hỗ trợ Việt Nam trong vấn đề giảm phát thải và chuyển đổi năng lượng. Khẳng định Vương quốc Anh coi Việt Nam là đối tác quan trọng ở khu vực trong bối cảnh Anh đang điều chỉnh chính sách theo hướng tăng cường hợp tác với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Hai bên cũng đã trao đổi về tình hình hợp tác và các biện pháp cụ thể nhằm đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Anh đi vào thực chất, hiệu quả, đặc biệt trong các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, thương mại, đầu tư, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, hợp tác phát triển, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, an ninh, quốc phòng, giao lưu nhân dân. Đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm tự do hàng hải, hàng không, an ninh và hòa bình tại Biển Đông. Diễn đàn Chính sách Quốc gia về Thanh niên năm 2022 với chủ đề Đào tạo nghề cho thanh niên sẽ được diễn ra vào ngày 30 tháng 3 tới đây. Sự kiện do Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam tổ chức. Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến thị trường lao động nước ta, đặc biệt là lực lượng lao động thanh niên. Ước tính lực lượng lao động thanh niên khoảng 5 triệu người, chiếm khoảng 10% lực lượng lao động cả nước. Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ còn thấp, cản trở sự tiếp thu khoa học công nghệ, ảnh hưởng đến chất lượng việc làm. Năm 2021, tỷ lệ thất nghiệp ở lực lượng này lên đến là hơn 8%, tức là tăng 0,5% so với năm trước. Diễn đàn là dịp để đánh giá thực trạng, cơ hội, thách thức đối với công tác đào tạo nghề cho thanh niên, kiến nghị tới Quốc hội, Chính phủ những chính sách đào tạo nghề cho thanh niên để thích ứng với bối cảnh dịch bệnh và yêu cầu phát triển của đất nước. Trước những thông tin chưa chính thức có liên quan đến người đứng đầu công ty cổ phần tập đoàn FLC là ông Trịnh Văn Quyết làm việc với cơ quan điều tra để làm rõ một số nội dung có liên quan, đã khiến nhóm cổ phiếu FLC và thị trường có một phiên giao dịch chao đảo. Tổng lượng dư bán tại phiên ATC của cổ phiếu hệ sinh thái FLC trong phiên ngày hôm nay 28 tháng 3 lên đến hơn 230 triệu đơn vị. Đây là lượng dư bán sàn quy mô lớn đạt mức kỷ lục của sàn chứng khoán trong suốt 20 năm thị trường đi vào hoạt động. Dù là thông tin không chính thức nhưng đã có tác động tiêu cực đến thị trường chung. Ở góc độ đầu tư, nhiều cổ phiếu không liên quan đến FLC vẫn thu hút được dòng tiền bắt đáy trong phiên ngày hôm nay. Nhà đầu tư đã trải qua một phiên giao dịch chao đảo khi liên tục là những tin đồn và những thông tin liên quan tác động lớn đến thị trường chứng khoán. Cổ phiếu hệ sinh thái FLC giảm sàn, kéo theo hàng loạt các cổ phiếu bất động sản giảm sâu. Đặc biệt, hiệu ứng domino càng lớn khi các mã trong rổ VN30 giảm sâu đã ảnh hưởng lớn đến chỉ số VN-Index. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 15,32 điểm, dừng ở 1.483,18 điểm. HNX Index giảm 6,86 điểm, dừng ở mốc 454,89 điểm. Nhìn trên bình diện chung thì chỉ số vẫn đóng cửa mức giảm đâu đó trên 15 điểm. Là cái mức giảm có thể nói rằng là có thể chấp nhận được trong một cái phiên mà có rất nhiều cái thông tin trái chiều ảnh hưởng đến tâm lý chung của thị trường. Tuy nhiên, với nhiều nhà đầu tư thì những phiên giảm điểm như thế này lại là cơ hội lớn để họ cơ cấu lại dòng tiền, tăng khối lượng nắm giữ cổ phiếu có nội tại tốt, không liên quan đến hệ sinh thái FLC. Tôi đánh giá rằng là thị trường thế giới hiện tại thì có lẽ cũng đã quen với việc là một vòng bằng giá dầu nó cao hơn và những cái biến đố về địa chính trị thì cũng đã trở nên là phai nhạt dần đối với lại những thị trường. Cho nên tôi đánh giá là thị trường chúng ta vẫn đang ở trong một pha hồi phục tích cực và cái nhịp điều chỉnh trong cái tuần này sẽ là cơ hội mua vào cổ phiếu cho nhà đầu tư. Có những cái cổ phiếu mà không liên quan gì đến nhóm FLC mà cũng không liên quan gì đến các hoạt động cho vay hay là hoạt động hợp tác đầu kinh doanh gì cùng tập đoàn của FLC thì cũng bị giảm điểm. Và trong đó thì có rất nhiều cổ phiếu mà có kết quả kinh doanh tốt, tăng trưởng lợi nhuận cao. Và sắp tới thì mùa hè cổ đông sắp tới thì cũng có thể chia cổ tức cao. Thì đấy có thể là những cái cơ hội để có thể chúng ta mua được cổ phiếu giá rẻ. Các chuyên gia cũng phân tích thêm, việc thị trường giảm hơn 15 điểm trong phiên giao dịch ngày hôm nay chỉ là sự phản ứng nhất thời đối với một vài mã cổ phiếu nhất định. Nhìn chung, toàn thị trường vẫn đang có những tín hiệu tích cực, đặc biệt là trong kỳ báo cáo quý sắp tới và mùa đại hội cổ đông đang đến gần. Do đó, các nhà đầu tư nên cân nhắc trong việc phản ứng thái quá đối với những thông tin cục bộ.